Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Công an tỉnh sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019. Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường. Công an Bảo Lâm phối hợp Công an Bình Thuận bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Cuối chuyên mục là phóng sự, Bảo Lâm bắt gọn hai anh em gây ra nhiều vụ cướp táo tợn. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 17, sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả nổi bật của Công an Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Ban chấp hành Đảng bộ đã thảo luận, đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thời gian tới, Công an Lâm Đồng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò tham mưu của lực lượng công an đối với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách, các đề án, kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 16 tháng 7, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác công an 6 tháng cuối năm. Dự và khai mạc hội nghị có Đại tá Vũ Nhân Khánh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để đột biến bất ngờ xảy ra, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn được giữ vững. Mặc dù vậy, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn vẫn còn diễn biến, phức tạp. Đã xảy ra 409 vụ, làm chết 16 người, bị thương 75 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 6,9 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, Công an tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nhất là công tác nắm tình hình, bám địa bàn, chủ động tham mưu đề xuất cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị 48 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, từ đó đảm bảo được tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Sáng ngày 15 tháng 7, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 cho 45 cán bộ chiến sĩ. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Qua đó giúp cho các quần chúng ưu tú xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả, đồng thời được cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019. Sáng ngày 15 tháng 7, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019. Năm nay, khóa huấn luyện có 72 chiến sĩ. Trong thời gian 4 tháng, các chiến sĩ đã được nghiên cứu học tập các nội dung về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh quân sự võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 66% đạt loại khá. Qua thời gian đào tạo với kết quả tốt, các chiến sĩ đã sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với những kiến thức về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật, điều lệnh, nghiệp vụ chuyên môn. Đây là nguồn nhân lực được điều động cho một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện, thành phố, góp phần ngăn ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự cho lực lượng làm công tác khám nghiệm hiện trường trong Công an Lâm Đồng. Tham gia lớp tập huấn có 101 học viên là các cán bộ chiến sĩ làm công tác kỹ thuật hình sự, điều tra thuộc công an các huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh. Lớp tập huấn được tổ chức 15 ngày, gồm 7 chuyên đề với các nội dung về hiện trường và công tác khám nghiệm hiện trường, dấu vết hình sự, những phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong công tác khám nghiệm hiện trường, cụ thể như tai nạn giao thông, trộm cắp, cháy nổ, chết người. Thu và bảo quản các loại dấu vết đảm bảo theo đúng quy trình khoa học, tố tụng hình sự và làm hồ sơ khám nghiệm hiện trường. Qua lớp bồi dưỡng, lực lượng kỹ thuật hình sự chuyên trách, kiêm nhiệm ở các đơn vị sẽ được nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đảm bảo việc thu thập hiệu quả các dấu vết tài liệu trong khám nghiệm hiện trường. Từ đó sẽ nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, đặc biệt là các vụ án trộm cắp đang chiếm tỷ lệ lớn tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Sáng ngày 15 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành kiểm soát trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, trong đó tập trung các quốc lộ 20, 27, 27C và các tuyến đường đèo dốc cao tốc Đà Lạt Liên Khương. Nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Sau khi dừng phương tiện, cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra tình trạng phương tiện, trọng tải và các loại giấy tờ theo quy định. Thông qua kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ quy định, lưu thông không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, vận chuyển chất cháy nổ. Đợt tổng kiểm soát này được thực hiện từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2019. Công an huyện Bảo Lâm vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Nâng, 36 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bị truy nã đặc biệt về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Cụ thể, đối tượng Nâng bị tạm giam tại trại giam Công an Bình Thuận về tội giết người. Ngày 30 tháng 6, Nâng cùng đối tượng Nguyễn Viết Huy, tức Huy Nắm, phạm tội vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, cùng nhau trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi bỏ trốn, hai đối tượng đón taxi vào thành phố Hồ Chí Minh. Tới đây, Huy xuống Tiền Giang ẩn náu và bị bắt vào ngày 5 tháng 7. Còn đối tượng Nâng tá túc tại nhà người quen ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 7, Nâng đón xe lên Lâm Đồng. Đến sáng ngày 10 tháng 7, đang lẫn trốn tại một rẫy cà phê xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện đối tượng Nâng đã được di lý về Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra. Ngày 16 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản của tài xế taxi Mai Linh đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ, sinh năm 1990, trú tại phường 6, thành phố Đà Lạt. Vào khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 7, Vũ đón xe taxi Mai Linh do anh Phạm Long điều khiển tại đài phun nước trước cầu Ông Đạo thuộc phường 1 Đà Lạt đi về chùa Lộc Uyển tại phường 4 thành phố Đà Lạt. Khi vừa đến trước cổng chùa, Vũ nói với anh Long mượn điện thoại để gọi vợ. Khi Long rút nguồn để đưa điện thoại thì Vũ đã giật điện thoại và xách tiền lẻ khoảng 200.000 đồng trên xe rồi bỏ chạy. Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an thành phố Đà Lạt đã sàng lọc đối tượng và truy bắt Vũ khi đối tượng đang lẫn trốn tại tiệm bắn cá Hải Ly trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra mở rộng. Qua công tác trinh sát, lúc 17 giờ ngày 11 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Trường Giang đang sử dụng ma túy đá tại phòng ngủ của Giang ở nhà số 33 An Dương Vương, phường 2, thành phố Đà Lạt. Với tang vật là một gói ma túy đá và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Khám xét phòng ngủ của Giang, trinh sát thu được một gói ma túy đá lớn, nhiều túi ni lông loại nhỏ dùng để phân chia ma túy và gần 15 triệu đồng. Bước đầu, Giang khai nhận số ma túy trên mua tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 100 triệu đồng, đưa về sử dụng và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Giang là đối tượng nghiện ma túy đá từ lâu, đã được gia đình, địa phương đưa đi cai nghiện và mới ra trại vào tháng 2 năm 2019, nhưng tiếp tục tái nghiện. Hiện Giang đang bị tạm giữ để điều tra.
Chiều ngày 9 tháng 7, trong quá trình dùng xe múc đào đất để di dời cột điện trên thửa đất của một gia đình tại khu vực dưới chân đèo Bảo Lộc thuộc thị trấn Đạ Mờ Ri, huyện Đạ Oai, lái xe phát hiện một hầm đạn trong khu vực thi công. Nhận tin báo, công an và ban chỉ huy quân sự huyện Đạ Oai đã đến khoanh vùng và tổ chức bảo vệ hiện trường. Qua rà tìm, cơ quan chức năng thu gom được tổng cộng 80 quả đạn cối 60mm, được xác định đạn cũ sót lại sau chiến tranh. Hiện lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tháo gỡ thành công hầm đạn cối này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80 triệu đồng đối với bà Nguyễn Ngọc Diễm, chủ dịch vụ ăn uống Hoàng Vi, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 3 tháng và buộc phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc như khám, điều trị cho người bị ngộ độc. Trước đó, vào tối ngày 12 tháng 5, Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã tiếp nhận cấp cứu điều trị cho 136 bệnh nhân trong tình trạng ngộ độc thực phẩm. Tất cả những bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu vừa dự đám cưới tại tổ dân phố Di Linh Thượng, thị trấn Di Linh. Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lấy 5 mẫu thức ăn còn dư lại tại nơi tổ chức tiệc cưới. Qua xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh và chỉ danh phẩm màu, kết quả cho thấy 5 trên 5 mẫu thực phẩm có vi khuẩn E. coli chính là nguyên nhân gây nên vụ ngộ độc bởi độc tố vi sinh hay còn gọi là độc tố tụ cầu khuẩn. Thưa các đồng chí và các bạn, với thủ đoạn theo dõi rình rập, áp sát con mồi rồi ra tay nhanh gọn, chỉ trong 2 tháng, hai anh em Huỳnh Tấn Mạnh và Trần Lê Minh Lực đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên nhiều đoạn đường vắng tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc. Trung bình cứ khoảng 3 ngày thì hai đối tượng này lại thực hiện trót lọt một vụ. Khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 6, công an xã Lộc Đất nhận được tin báo của một nạn nhân nữ khi đang chạy xe một mình trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy đuổi theo áp sát, giật điện thoại di động rồi tẩu thoát. Vụ cướp nhanh chóng được báo cáo lên công an huyện Bảo Lâm. Ngay trong đêm, công an huyện Bảo Lâm đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp là Huỳnh Tấn Mạnh, trú tại thôn 5, xã Lộc Ngãi, đồng thời triệu tập khẩn cấp Mạnh lên làm việc. Tuy nhiên, đối tượng đã rời khỏi địa phương. Được gia đình vận động, đến ngày 28 tháng 6, Mạnh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Em vừa lúc đi xong thấy người phụ nữ chạy xe máy, có điện thoại lòn ra, xong em kêu lực chạy từ lại cho người phụ nữ qua, xong chạy lên trực. Từ mâu thuẫn trong lời khai của Huỳnh Tấn Mạnh cùng nhiều chứng cứ khác tại hiện trường, điều tra viên đã buộc Mạnh khai ra Trần Lê Minh Lực, người anh họ cùng thực hiện vụ cướp vào tối ngày 27 tháng 6 và gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh. Hai đối tượng không có tiền án tiền sự nhưng lại không nghề nghiệp ổn định và có dấu hiệu nghiện ma túy. Trước khi ra tay, chúng đều có sự bàn bạc, thống nhất về địa điểm. Chúng thường ra tay vào lúc chập tối, con mồi hướng tới là những phụ nữ, trẻ em. Khi đã xác định được là ra tay cướp giật điện thoại, túi sách của các nạn nhân. Đang đi rất là chậm, thì bất ngờ là hai thanh niên đi sát vô và rút điện thoại. Thì khi tôi cảm thấy nhột thì nhìn sang thì không kịp đấy, không kịp phản xạ nữa. Hai thanh niên cướp giật xong điện thoại thì đi thẳng. Như vậy là vượt xe đi, tôi không kịp nhìn được biển số, thì nhận diện được cái đằng sau, người ngồi đằng sau không? Tôi rất là cảm ơn công an Bảo Lâm là đến hôm nay thì tôi nhận lại được điện thoại rồi. Và tôi chỉ mong là những cái người cướp giật như vậy là họ bị xử đúng người đúng tội thôi. Khi mà tiếp nhận được thông tin của vụ án từ người dân và từ công an xã Lộc Đức thì nhận định đây là một cái nhóm đối tượng rất là nguy hiểm, đã gây ra một số cái vụ cướp giật trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Thì đội hình sự đã tập trung lực lượng cùng với lại công an xã và các đội nghiệp vụ khác tiến hành rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, tiến hành trích xuất camera an ninh của xã, của huyện lên danh sách những đối tượng nổi. Từ đó chúng tôi quyết tâm rà soát và đưa những đối tượng trong diện nghi vấn về để đấu tranh làm rõ trong vụ việc này. Hai đối tượng này thì
là đối tượng chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên về cái cách đối phó của chúng thì chúng rất là ngoan cố. Thì ban đầu khi mà đưa về thì các đối tượng là không có thừa nhận về cái hành vi sai phạm của mình. Nhưng mà qua những cái tài liệu căn cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, kiên quyết đấu tranh thì đối tượng cũng đã thừa nhận cái hành vi cướp giật tài sản của mình. Tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng rất ma mảnh nên công an phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới khai thác được các vụ mà chúng đã thực hiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm đã tạm giữ 2 chiếc xe máy là phương tiện gây án, thu 5 điện thoại trả lại cho các nạn nhân, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng để phục vụ quá trình điều tra. Công an huyện Bảo Lâm cũng thông báo đến những ai là nạn nhân liên hệ với công an huyện để phối hợp đấu tranh mở rộng vụ án. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.